Bắt đầu bản tin là những thông tin quốc tế cập nhật. Thưa quý vị, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi một chiếc cần cẩu rơi xuống con tàu đang được đóng ở bên dưới, khiến cho ít nhất 6 người chết và 25 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 14 giờ 50 phút chiều ngày hôm qua 1 tháng 5 theo giờ địa phương tại xưởng đóng tàu Samsung Heavy Industry ở phía đông nam thành phố cảng Goche thuộc tỉnh Jiangsan, Hàn Quốc. Vào thời điểm trên, hai cần cẩu va chạm nhau trên không trong lúc vận hành và khiến cho cấu kiện trên một cần cẩu dài khoảng 50 đến 60 mét và nặng 32 tấn rơi xuống bên dưới nơi có các công nhân đang làm việc trên một con tàu sắp hoàn thiện. Được biết, các công nhân gặp nạn khi đang hoàn thiện một con tàu để chuẩn bị chuyển đến Pháp vào tháng tới. Đây là con tàu được tập đoàn Samsung đóng theo đơn đặt hàng trị giá 500 triệu đô la Mỹ từ một công ty của Pháp hồi tháng 12 năm 2012.